Trí xin chào cả nhà. Rồi hôm nay Trí sẽ chia sẻ một cái clip mà rất là mong muốn cả nhà mình hãy cố gắng theo dõi. Vì cái này là cái để cả nhà mình có thể hiểu và phục hồi đất của nhà mình một cách thành công. Để gọi là sản xuất bền vững á, là giúp cho cái cây trồng của chúng ta phục hồi lại. Để mà phục hồi cây trồng thì trước tiên chúng ta phải phục hồi đất. Cái đất là cái nền tảng của sự sống. Thì để phục hồi đất như thế nào thì Trí sẽ chia sẻ sau. Thì đây là số điện thoại của Trí, số Zalo, cũng là cái số hỗ trợ tư vấn hỗ trợ cho nhà mình. Nếu như nhà mình có nhu cầu sử dụng humic để cải tạo đất thì liên hệ với Trí. Trí chia sẻ những cái sản phẩm humic mà Trí dùng rất hiệu quả và chi phí rất là thấp. Và chỉ có humic, chỉ có phân chuồng, phân hữu cơ, cỏ mới có khả năng cải tạo đất cả nhà nhé. Mới có khả năng cải tạo đất. Sau nhà, sau lưng Trí đây là một cái vườn cà phê rất là già cỗi. Và năm nay Trí tiến hành cải tạo đất. 2 năm vừa rồi Trí không có cho phân tro để mà tiến hành nhổ. Tuy nhiên là do có giá vậy, bây giờ Trí tiến hành cải tạo lại. Thì để cải tạo như thế nào, vai trò như thế, cần làm cái gì thì Trí sẽ chia sẻ cho cả nhà mình để nhà mình nắm. Thì như cô chú, anh chị mình đã biết thì đất có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cây trồng. Đất độ mùn càng cao, độ tơi xốp, mùn, dầu hữu cơ thì cây trồng sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên trong quá trình canh tác sau thời gian 20 năm trời hoặc hơn nữa, và sau này đất này có thể là 100 năm nữa, nếu mà chúng ta cứ canh tác như hiện tại, cứ phân hóa học mà chúng ta bón, chúng ta không quan tâm đến cái nền hữu cơ cho đất để giúp đất có thể duy trì cái khả năng mang của đất, thì cái cây trồng của chúng ta càng ngày càng cỗi và nó xu hướng là nó sẽ bị cỗi và mất khả năng mang của cây cả nhà ạ. Thì nhà mình chắc hẳn sẽ thấy rằng là khi chúng ta nhổ cái cà đi, chúng ta trồng lại thì cái cà nó không phát triển được như ngày trước nữa. Thì đó là cái ảnh hưởng của cái khả năng mang của đất, đất bị bạc màu. Thì khi đất đã bạc màu ảnh hưởng rất nhiều đến cây trồng. Ảnh hưởng vì sao? Khi mà chúng ta bón phân xuống, cái khả năng giữ phân của đất nó không còn nữa, nó bị trôi mất đi. Và do nó bị trôi mất đi, nhà mình nghĩ là mình bón phân nó không có hiệu quả hoặc là không đủ dinh dưỡng, bắt buộc nhà mình phải bón cái lượng gấp đôi, gấp 3 hoặc gấp 4 lần so với nhu cầu thực tế của cây trồng để mà cung cấp lại một phần dinh dưỡng mà cây trồng có thể lấy được. Ví dụ như nhà mình bón 10 triệu, thông thường bây giờ phân hóa học nhà mình đang bón 10 triệu thì cây trồng đang chỉ hấp thụ được 4 triệu thôi cả nhà. 4 triệu. Do đó còn 6 triệu là cái đất nó sẽ bị trôi đi, có nghĩa là đất nó không có khả năng mang phần 6 triệu này. Do đó nó bị trôi. Nếu mà chúng ta cải tạo đất tốt, đất giàu dinh dưỡng, đất đầu giàu mùn tơi xốp, gọi là độ tơi xốp và độ hữu cơ của nó tăng cao thì đất này có thể giữ phân được tới 6 triệu hoặc 8 triệu. Thì cây trồng mình sẽ lấy được tới 8 triệu cái phân mà chúng ta bón xuống, thì dẫn tới cây trồng của chúng ta tốt hơn. Như vậy khi mà đất nó bị chai cả nhà thì nó ảnh hưởng rất nặng nề, rất lớn đến khả năng mang của cây. Thì năm nay, đặc biệt là năm nay cả nhà, khi mà cái sản lượng của hầu như các vườn cà phê sẽ được đẩy lên, tuy nhiên việc bón phân chúng ta không tính toán, chúng ta không cân đối, chúng ta không bổ sung hữu cơ, không bổ sung độ mùn cho đất, thì cái lượng dinh dưỡng mà cái cây hấp thụ được chỉ bằng 3 đến 4 phần cái lượng mà chúng ta bón xuống, dẫn tới cái xu thế năm nay có khả năng là sau khi thu hoạch xong là cái vườn cà phê chúng ta sẽ năm tới sẽ không có thu đâu. Cả nhà lưu ý một điều là khả năng và chắc chắn một điều sẽ xảy ra đối với những cái vườn mà có cái nền hữu cơ thấp. Đặc biệt là những cái vườn cà phê càng lâu, canh tác càng lâu thì cái nguy cơ này càng cao cả nhà. Đồng thời khi mà đất nó bị chai cả nhà, thì khi chúng ta bón phân, mặc dù chúng ta bón nhiều mà cái cây trồng nó không lấy được á, dẫn tới cái khả năng tích lũy dinh dưỡng nó không tốt. Nên khi mà vào mùa nắng thì cả nhà mình thấy thông thường là cái cây cà phê nó bị vàng lá và nó bị cháy xém đốm đốm như thế này. Thì như đợt trước Trí đã giải thích rồi, có nghĩa là cái những cái đốm đốm cháy này là nguyên nhân là do cái cây nó vận chuyển dinh dưỡng, nó huy động với dinh dưỡng, nó tích lũy ở trong chỗ bộ phận lá này, đi ra nuôi phần ngọn, đây ngọn nó vẫn đi bình thường, đi ra nuôi ngọn, dẫn tới những cái dinh dưỡng ở trong đây nó, diệp lục tố trong đây nó không còn,
dẫn tới là nó bị cháy. Có nghĩa là khi mà cái kho dự trữ năng lượng nào nó không còn thì cái cây nó tự đào thải ra và nó sẽ bị cháy cả nhà nhỉ. Đến khi một lúc là cái lá này hết chức năng, có nghĩa là không còn dịp lục tố để mà nuôi cây á, thì cái lá này sẽ được cây loại thải và trả đi. Do đó nếu mà cái cây mình có đất mình có hữu cơ thì cái khả năng tích lũy dinh dưỡng tốt hơn, thì cái hiện tượng này sẽ ít bị hơn cả nhà nhé. Mặc dù nó không ảnh hưởng gì tới cây trồng hết nhưng mà chúng ta thấy chúng ta lo. Rồi tiếp tục lại quay lại cái bảng thần thánh này. Khi chúng ta bón phân hóa học lâu ngày cả nhà thì những cái hạt đất này nó có xu thế tách rời ra, bởi vì nó không còn cái lớp keo gọi là cái humic và fumic nó không còn nữa, thì những cái hạt đất này nó xu thế tách rời ra vì nó không còn kết dính lại với nhau nữa. Do đó những cái vườn cà phê nào anh chị mình thấy lâu ngày là những cái hạt đất nó hay bị rời ra, chúng ta thấy nó bả ra, nó rời ra, là nguyên nhân là nó không có hữu cơ cả nhà đấy. Thì khi nhà mình bón phân xuống, chúng ta rải phân xuống thì những cái hạt phân nó sẽ đi theo cái dòng nước, nó trôi ra khỏi vùng rễ rất là nhanh. Một số ít nó bám vào đây thì dẫn tới cái phân bây giờ chúng ta bón 10 phần thì cây chỉ lấy được 4 phần, còn 6 phần bị trôi mất. Người ta tính rằng chỉ có mất 15 triệu để có 3 tấn nhân. Nhưng vì cái đất của chúng ta chai nó bón không hiệu quả mà mất đi 2,5 lần. Do đó 15 này nhân 2,5 nha, 15 nhân 2,5 có nghĩa là trung bình nhà mình để kiếm được 3 tấn nhân phải bón từ 30 đến 37,5 triệu tiền phân hóa học. Một số nơi anh chị ở vùng Lâm Đồng, vùng đất cát, đất xám, con số này có thể lên tới 40 hoặc là 60 triệu để có được khoảng 4 tấn nhân. Trong khi hiệu quả nó chỉ có khoảng 20 triệu là được như thế này, có nghĩa là chúng ta chỉ cần bón 20 triệu là cây lấy được như này. Nhưng vì đất chúng ta đã quá chai, đã mất hữu cơ, là không có khả năng liên kết, không có khả năng giữ phân bón nữa, dẫn tới là chúng ta phải bón lượng phân gấp đôi hoặc gấp 3 lần lên, lúc đó mới được năng suất cả nhà. Đây một điều như thế này anh chị mình thấy này, cái đất sản xuất cây trồng lâu năm nó bị kết, đây là hiện tượng kết von hạt đất. Kết von hạt đất có nghĩa là khi hạt đất nó không còn cái dinh dưỡng nữa thì bắt đầu nó sẽ chuyển sang trạng thái này, nó rời rạc ra. Chính vì rời rạc như thế này là nó không có khả năng giữ được cái phân bón, làm cho cái phân bón mình mất nha cả nhà. Thêm một điều nữa, khi mà đất nó bị chua cả nhà, khi chúng ta mà bón phân mà phân hóa học nhiều á, nó tạo ra H cộng này, là đây chính là cái nguyên nhân gây chua trong đất. Khi mà pH nha, pH là cái độ chua của đất đó, nó xuống dưới ngưỡng 4,5 hoặc gọi là 4.5 á, thì xu thế một số cái loại phân bón nó bắt đầu nó chuyển từ trạng thái tan và trở lên kết tủa và nó dính chặt lại ở trong đất. Cái rễ cây cà phê nó không hấp thụ được, hoặc là bất cứ cái rễ cây trồng nào cũng thế, nó sẽ không hấp thụ được. Do đó tại sao khi mà đất nó chua, rễ cây trồng nó cũng không phát triển được này, cái phân bón nó cũng không hiệu quả này, bởi vì cái tất cả cái những một số cái dinh dưỡng khi chúng ta bón vào đất gặp cái pH chua này, nó đã bị kết tủa, nó dính lại ở trong đất. Cây trồng khi đỡ về trạng thái kết tủa thì cây trồng chúng ta không thể nào lấy được đâu cả nhà nhé. Để phục hồi đất trồng cà phê hoặc là bất cứ kể cây trồng nào hoặc là đất gì cũng vậy, chỉ có hai cách thôi cả nhà nhé. Cách một là bón phân chuồng, có nghĩa là phân bò hoặc là phân dê ủ hoặc là vỏ trấu cà ủ. Chúng ta tiến hành bón rải ở trên vườn, với mỗi năm như vậy là cứ cây cà phê như vậy là khoảng chừng 10 đến 15 kg tiến hành chúng ta xới rễ, là cách thứ nhất. Vậy tại sao khi mà cải tạo đất chúng ta cần phải bón phân hữu cơ hoặc là phân chuồng? Bởi vì như thế này, khi mà có trí ví dụ đây là một cái hạt đất, ví dụ đây hạt đất, khi mà chúng ta bón phân hữu cơ thì phân hữu cơ sau khi phân giải ra nó trở thành keo đất, nó tạo ra một cái lớp màng bên này,
ở đây cũng có một cái lớp màng. Cái lớp màng chính là cái keo, keo đất. Keo đất nó sẽ kéo hai hạt đất lại với nhau, nó sẽ dính lại với nhau và nó tịnh tiến lại gần với nhau. Các hạt đất nó tịnh tiến lại gần với nhau vì nó được dính. Thì sau đó cái hạt phân của chúng ta đi xuống và nó nằm ở đây, nó nằm ở đây. Và đồng thời nó cũng sẽ dính ở trên đây cả nhà nhé. Do đó tại sao khi bón phân hữu cơ là cái cây trồng của chúng ta cực kỳ là nhanh tốt, cực kỳ là nhanh tốt, nó sẽ xanh trở lại rất là nhanh, bởi vì nó hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn so với cái việc mà chúng ta không bón phân hữu cơ. Cách thứ hai là chúng ta để cỏ cả nhà, để cỏ để tăng độ tơi xốp cho đất, sau đó phát cỏ, cỏ sẽ trở thành cái nền hữu cơ cho đất. Đồng thời khi mà chúng ta bón phân NPK, cả nhà mình bổ sung humic cho Trí. Humic chính là cái sản phẩm cuối cùng của cái việc phân giải phân hữu cơ. Nếu mà chúng ta bỏ phân hữu cơ nó cũng ra humic, thay vì bỏ phân hữu cơ thì chúng ta có thể để cỏ và trộn trực tiếp là cái sản phẩm phân giải cuối cùng của cái phân hữu cơ đó để mà cung cấp cho đất, để kích thích rễ cây trồng phát triển. Như Trí đã nói clip trước, việc cái humic là giống như là cái mồi nhử vậy á, mồi nhử để rễ cây trồng phát triển. Do đó chúng ta cung cấp một cái lượng humic cho cây trồng là cực kỳ tốt luôn. Bên cạnh đó, không quên bón vôi để cải tạo độ chua của đất. Khi chúng ta bón vôi, đất không bớt giảm chua thì cái hiệu quả sử dụng phân bón sẽ được tăng lên cho cây trồng. Đây, Trí ví dụ như đây là một cái hạt đất. Khi H cộng nó chiếm toàn bộ bề mặt hạt đất này, nó tạo ra pH đất, nó sẽ giảm xuống dưới 6 ngưỡng gọi là 4, hoặc là dưới ngưỡng chua 4.5, nó ngưỡng chua. Khi chúng ta bón vôi vào, khi chúng ta bón vôi, vôi là CaOH 2 lần, thì khi chúng ta bón vôi vào đây này cả nhà này, thì cái vôi này tạo ra cái Ca 2 cộng, nó phân ly ra Ca 2 cộng và OH 2 trừ. Cái OH 2 trừ đây nó sẽ kết hợp, nó sẽ lấy H cộng này ra, nó đi vào đây, nó lấy H cộng hết đi vào đây. Vậy khi H cộng bổ sung vào đây thì cái H cộng ở trên đất này nó không còn nữa, và cái này sẽ chuyển thành H2O. Do đó khi mà chúng ta bón vôi vào trong đất á, thì cái gốc đây nè, nó sẽ lấy cái H cộng đây, nó lấy cái mà cái nguyên nhân làm cho đất chua, nó sẽ bóc ra, nó bóc ra làm cho đất không bị chua nữa, không bị chua nữa. Do đó bón vôi nó sẽ giảm độ chua đất, nhưng bón vôi chỉ là giải pháp tình thế thôi. Còn giải pháp bền vững thì sau này Trí sẽ chia sẻ cho cả nhà mình liên quan tới cái vấn đề bón vôi cho cây cà phê cả nhà nhé.